bạn tuổi Gen tên là Dre ở màn hình rồi, lỗi nha, mình sẽ quay lại. Mình cũng không hiểu Dre này nghĩa là gì. Gameplay thì rất là đơn giản thôi. Nó bị ngược nè. Mình sẽ chơi từ bàn đầu để các bạn hình dung được nhá. Bởi vì những bàn sau thì cực kỳ hack não và những người mà có một trí óc siêu phàm, chẳng hạn như là mình ý, có thể chơi được. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ kéo nối cái những khối hộp như thế này vào cái dù. Cái dù, đấy, nhờ cái dù sẽ kéo cái hộp này để sao cho gần vào cái tròn tròn mà nó tỏa ra này này. Đấy, phải giữ nó ở chỗ đấy thì nó sẽ hút vào và chúng ta sẽ qua màn. Để thả cái khối hộp mà đang bị treo ra, chúng ta sẽ bấm vào khối hộp. Rồi. Một game tính chiến thuật rất là cao, hack não. Đấy. Và để chúng ta qua được bàn thì chúng ta phải xếp ba cái khối này. Đấy, sao cho nó thẳng vào cái hình tròn này. Đấy. Nó sẽ hút hết tất cả vào và chúng ta qua màn. Rất là đơn giản đúng không? Và bây giờ mình sẽ chơi lên màn cao hơn, thử thách khó hơn. Nhạc game hơi kỳ dị. Thả đây, nhưng cái này vào dấu X là thế nào ý? Là chúng ta không chạm vào được. Holy shit. Có thể làm thế nào? Để cái này. À, lấy cái này du cái hộp này đi. Kéo nó. Kiểu chúng ta có thể tác động ấy, một game đồ họa 3D. Nhưng mà khá là đơn giản. Làm sao để kéo cái này ra được? Nó được rồi. Lăn đi em. Đấy, về căn bản là mình sẽ phải tìm mọi cách để lăn cái hình X này, bởi vì cái dù này không được chạm vào cái hình có dấu X này. Lăn cho nó gần cái hình tròn này, sau đó thì chồng hai cái lên, thế là nó sẽ chạm vào cái hình tròn đấy và hút, và chúng ta sẽ qua được màn. Và như chúng ta thấy thì ở đây có cũng phải tầm trăm màn chơi và wow. Đây là hướng dẫn về game. Mình rất thích game kiểu này, kiểu đồ họa rất là đẹp và đơn giản. Mình về tựa game Drain. Hy vọng là các bạn thích game này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các số sau của gamehub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.